Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của Đường Tăng Trì Trọng Thụy với vợ tỷ phú. Trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký năm 1986, có ba diễn viên thủ vai Đường Tăng khi trưởng thành. Trong đó, Trì Trọng Thụy là người gắn bó với vai diễn này lâu nhất, cho tới khi bốn thầy trò thỉnh được chân kinh. Trì Trọng Thụy sinh năm 1952 trong một gia đình truyền thống kinh kịch tại Bắc Kinh. Năm 1984, ông được đạo diễn Dương Khiết mời đóng vai Đường Tăng nhờ ngoại hình khôi ngô. Sau khi kết hôn năm 1990, Trì Trọng Thụy rút khỏi làng giải trí để giúp vợ làm kinh doanh. Vợ Trì Trọng Thụy là bà Trần Lệ Hoa, nữ doanh nhân giàu thứ ba Trung Quốc và hơn chồng 11 tuổi. Thống kê của Forbes năm 2019, bà Trần được mệnh danh là nữ vương bất động sản với khối tài sản gần 40 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 130.000 tỷ đồng. Thời điểm kết hôn, nam diễn viên khi đó chỉ vừa mới có tên tuổi, trong khi bà Trần đã là nữ doanh nhân giàu có và thành đạt nổi tiếng cả nước. Vì vậy, Trì Trọng Thụy từng chịu nhiều điều tiếng cay nghiệt. Nhiều người tin rằng cả hai sẽ không thể duy trì hôn nhân lâu dài. Thế nhưng tính tới nay, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đã trải qua gần 30 năm hôn nhân hạnh phúc. Bí quyết của họ là gì? Trong talk show Một Ngày Với Lỗ Dự năm 2018, bà Trần Lệ Hoa chia sẻ bí quyết giữ gìn hôn nhân là vợ chồng kính nhau như khách. Nhờ tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống hôn nhân của họ không nhàm chán. Mới đây, Trì Trọng Thụy cũng chia sẻ trên trang Sina rằng vợ ông tuy nóng tính nhưng là người lương thiện, thẳng thắn. Đây chính là điểm ông yêu và lấy bà. Hai tính cách đối lập giúp vợ chồng ông bù đắp lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày. Về phía Trì Trọng Thụy, ông luôn ý thức giữ gìn thể diện cho vợ ở chỗ đông người. Nếu xảy ra mâu thuẫn, Trì Trọng Thụy và vợ đóng cửa bảo nhau, chứ không bao giờ tranh cãi trước mặt nhân viên. Trần Lệ Hoa hiểu điều này nên rất quý chồng. Sau mỗi lần nóng giận, cáu gắt với chồng, bà luôn tự thấy có lỗi, đối xử mềm mỏng với Trì Trọng Thụy hơn. Ngoài ra, Trì Trọng Thụy còn chăm sóc vợ rất chu đáo, thuộc lầu những thói quen sở thích rất nhỏ của vợ. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, ông luôn nắm chặt tay vợ, ngay cả khi bà Trần năm nay đã 78 tuổi. Còn về phía Trần Lệ Hoa, người phụ nữ thành đạt này cũng rất khéo léo, tinh tế và biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bà luôn khen ngợi và bày tỏ sự ái mộ với chồng trước mặt bạn bè. Nhờ vậy giúp người chồng trẻ thêm tự tin, vượt qua những lời dị nghị. Vợ chồng tương kính như tân là tinh hoa văn hóa truyền thống. Hạnh phúc của vợ chồng Trì Trọng Thụy không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một điển tích trong văn hóa truyền thống Á Đông về nàng Mạnh Quan và phu quân là Lương Hồng. Lương Hồng là một hiền sĩ thời Đông Hán, gia cảnh bần hàn nhưng học vấn uyên thâm, khí chất nho nhã, khôi ngô tuấn tú. Đương thời, nhiều người rất ngưỡng mộ và muốn gả con gái cho ông, nhưng đều bị Lương Hồng khéo léo chối từ. Còn nàng Mạnh Quan thì dung mạo xấu xí nhưng gia cảnh lại vô cùng giàu có. Người đến dạm hỏi cũng không ít, tuy nhiên nàng không ưng ý một ai. Sau này, Lương Hồng được biết Mạnh Quan là người phẩm đức hiền lương, liền mời người đến cầu hôn, Mạnh Quan cũng ưng ý mà chấp thuận. Lương Hồng và Mạnh Quan cùng sống một cuộc đời đạm bạc, chồng cày cấy, vợ dệt vải. Mỗi lần đưa cơm canh cho chồng, Mạnh Quan thường giơ cao mâm cơm lên, ngang lông mày và cúi đầu xuống một cách cung kính. Lương Hồng cũng cúi người và cung kính nhận lấy. Hai vợ chồng họ tương kính như tân, dùng lễ mà đối đãi với nhau. Sự tôn kính lẫn nhau của phu thê nàng Mạnh Quan đã dệt nên một điển tích tuyệt đẹp trong văn hóa truyền thống thời hiện đại. Đôi đũa lịch Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa một lần nữa lại nhắc nhở chúng ta rằng không phải nhan sắc hay tiền bạc, địa vị mà chính là cách cư xử phù hợp với đạo nghĩa vợ chồng mới làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc.